Trở lại bản tin ngắn, trở lại cập nhật cái vụ án của ông Trump tại Florida bởi thẩm phán Elian Kenin, của tòa án quận của Hoa Kỳ. Thẩm phán ra lệnh các luật sư của ông Trump trong vụ kiện phải được thông qua an ninh. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh tất cả các luật sư liên quan đến vụ án tài liệu mật của ông Trump phải tiến hành cái quy trình được thông qua an ninh. Thẩm phán tòa án quận của Hoa Kỳ Elian Kenin đã yêu cầu tất cả luật sư để hoàn thành tất cả nhiệm vụ còn tồn động lại cần thiết để có giấy phép an ninh cần thiết trước ngày 13 tháng 7. Kenin, người được bổ nhiệm bởi ông Trump, cho biết đã lệnh cho tất cả luật sư bắt đầu những quy trình bằng cách báo cáo các nhóm an ninh tố tụng của Bộ Tư pháp. Rất là nhiều người đặt câu hỏi là bởi vì appointed bởi ông Trump, nó cái dự án này nó không có một cách công bằng. Nhưng xin nhắc lại cái sự kiện của ông Clinton cũng tương tự, được bổ nhiệm bởi Barack Obama và cho ông Clinton walk away về vấn đề hồ sơ mật. Ông Trump đã tuyên bố tôi vô tội 37 tội danh được cáo buộc ông. Giữ những tài liệu quân sự nhạy cảm, chia sẻ chúng với những người không có giấy phép an ninh và cố gắng lách luật để nỗ lực của chính phủ lấy lại chúng. Ông Trump đã bị buộc 31 tội danh cố ý lưu trữ những thông tin quốc phòng với âm mưu cản trở công lý. Giữ lại tài liệu hoặc hồ sơ, che giấu tài liệu hoặc hồ sơ một cách sai trái, che giấu tài liệu trong cuộc điều tra liên bang, âm mưu che giấu và khai báo trình tự sai sự thật. Ông Trump vẫn tự do với những cái mà thật sự không hề có hạn chế đi lại. Vào thứ Năm, ông Trump đã kêu gọi trừng phạt công tố viên Jack Smith và những người khác. Ông nói rằng Jack Smith, DOJ, FBI đã bị trừng phạt những hành vi sai trái và lạm dụng bồi thẩm đoàn. Cáo trạng 49 trang cáo buộc chống lại ông Trump và kể cả luôn người đồng phạm, đó là trợ lý của ông Trump, Walt Nauta. Ông Trump đi buộc tội giữ các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở, sau đó cản trở nỗ lực của chính phủ để lấy lại chúng. Bản cáo trạng có ngày và giờ cụ thể với chi tiết chính xác đến từng phút và lưu trữ tài liệu. Trong số 197 hồ sơ đánh dấu mật, trong đó có 98 hồ sơ để đánh dấu bí mật, 30 hồ sơ để đánh dấu tuyệt mật. Chỉ định tuyệt mật có nghĩa là việc tiết lộ trái phép được gây thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh của quốc gia. Ông Trump đã chuyển tất cả các hồ sơ đó cho Cục Hồ sơ lưu trữ quốc gia ngày 17 tháng 1 của 2022 và tháng 3 của 2022. Luật sư của ông Trump đã cung cấp cho cục điều tra thêm 38 tài liệu bổ sung. Trong khi đó thì đương nhiên họ vẫn tiếp tục tấn công ông Trump và gần như đã càn quét nhà của ông Trump vào tháng 8 của 2022. Vẫn tiếp tục là mục đích chính trị, và đây là cập nhật quan trọng nhất trong vụ kiện của ông Trump tại Mar-a-Lago và tài liệu mật. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.